Rồi không ổn rồi. Rồi. À. Kéo dài các bạn, này cứ chồng nhốn nháo hết từ đây, lăn xăng hết từ đây. Ở bên ngoài chỉ còn một chiếc nhất một chiếc chở ve, chở cây chạm. Trời, không mày, trời, chạy luôn rồi, chạy luôn hết luôn. Con vô lại lúc nào cũng xem thường cái mạng đó đúng không? Dính miếng cao su luôn. Ồ. Giới thiệu một cái cabin phía trên cho nó cao lên nữa các bạn. Phía dưới chưa đủ cao ha. Giờ thì chỗ lãi qua hết rồi, giờ thì mình tới mấy chiếc xà lan đây các bạn. Chiếc xà lan chở cẩm đây. Wow, một công tuyệt vời các bạn ạ.
nó lắc dữ dằn lắm các bạn. Cái dưới nó nhọn quá là nó không có bung bự ra ha. Rồi gặp sóng thì lắc kinh khủng luôn á. Cái chiều dài nhưng mà cái chiều ngang thì không được bao nhiêu ha. Chắc bị thương máy gì đâu á. Ơi.
Ôi ơi. Chốc cái mũi luôn các bạn. Mai đi chơi quá yếu không à. Chốc cái mũi lên luôn các bạn. Vỏ bự ra xong để chạy ngược cái vô. Chạy ngược chiều với tao mà.